Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây chính là cặp loa JBL Passion 12, hàng bãi Mỹ Xịn và được mệnh danh là vua loa nằm karaoke gia đình. Và em đang test đơn hàng cho anh Hà. Đây, anh Hà ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Passion 12, giá 5.800.000 đồng. Và bác ấy đã chuyển khoản bên em 500.000 đồng rồi, và còn thu là 5.300.000 đồng nữa. Đấy. Vâng. Và cặp loa này thì vì sao lại được nhiều bác săn đón đến như vậy? Vì sao lại được nhiều bác tin dùng và sử dụng như vậy? Vâng, cặp loa này thì nó là cặp loa chính hãng của JBL, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và cặp loa này thì có cả ngày tháng năm sản xuất quý vị nhé. Đấy, và những cặp loa JBL Passion 12 hàng bãi Mỹ Xịn này thì bên em cũng đã có những video tháo nội thất, rồi là khi mà bên em livestream thì bên em cũng tháo nội thất ra cho quý vị và các bác chúng ta cùng xem, cùng chiêm ngưỡng rồi. Và cặp loa này thì nó được trang bị một thùng loa của nó được trang bị là 5 loa, một bát 30, hai chung và hai chép. Đấy. Và cặp loa này thì rõ ràng là nó được thiết kế là dạng 3 way rồi, tức là dòng loa 3 đường tiếng. Cho nên là tái tạo âm thanh cực kỳ là tốt, và kể cả khi mà chúng ta hát karaoke hay là chúng ta nghe nhạc thì cái âm chung của chúng ta rất là hoàn hảo. Đấy, tròn vành rõ chữ. Và đôi loa thì như em nói là tái tạo âm thanh cực kỳ là tốt, cho nên là kể cả khi mà chúng ta nghe nhạc hay là chúng ta hát karaoke thì lời ca, tiếng hát của ca sĩ nó rất là rõ ràng, rành mạch, và gần như là nó không có một cái chút gọi là sạn nào cả. Đấy. Âm thanh thì nó rất là tròn vành rõ chữ. Âm chép thì này tanh tách luôn. Âm bát thì bát 30 rất là mạnh. Bát 30 rất là mạnh. Và cái ngay cả cái thương hiệu logo ở đây thôi cũng được thiết kế 3D. Và logo phát sáng rất là đẹp mắt. Còn ở đây là ai căng thép không gỉ rồi, rất là chắc chắn các bác nhé. Khi mà các bác chơi ở trong gia đình, rồi là các bác chơi lớn lên đi chăng nữa thì nó không có những tiếng phập phạch của ai căng, rất là khó chịu đối với những cái dòng loa bãi ngày xưa, rồi là những dòng loa bãi kém chất lượng, những dòng loa bãi sập sệ thì ai căng phập phạch. Nhưng ở đây là hàng bãi tuyển chọn các bác nhé, hàng bãi tuyển chọn. Đấy, bên ngoài này thì được điểm tô màu vàng gold rất là đẹp này. Đấy, ở đây thì không phải là không có sức sát đâu các bác nhé. Đấy, đây này, các bác nhìn đây này. Đấy. Nó cũng có sức sát nhưng mà sức sát rất là ít. Đấy, sức sát theo thời gian. Đấy, cũ theo thời gian sức sát rất là ít. Nhưng để mà chúng ta kiếm được một cặp hàng bãi nó đẹp và nó chất như thế này thì nói chung rằng là rất là ít luôn các bạn ạ. Mà giá của nó chỉ có 5.800.000 đồng mà thôi. 5.800.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bác. Vâng, cặp loa này thì nó là cặp loa đa năng. Đấy, mệnh danh là vua loa nằm karaoke gia đình rồi. Cho nên là dòng loa này nó thách thức mọi thể loại nhạc các bác nhé. Đấy, thách thức mọi thể loại nhạc. Không có thể loại nhạc nào có thể làm khó được đôi loa này cả. Kể cả những bản nhạc yêu cầu độ nhanh, mạnh, chính xác cao, hoặc là những bản bolero du dương nhẹ nhàng, thì cặp JBL Passion 12 này nó đều đáp ứng được cho quý vị và các bác. Chính vì như vậy cho nên là rất là nhiều bác là săn đón và giao diết truy lùng cái cặp loa này để mà mua. Đấy. Bây giờ em sẽ cố định điện thoại lên và em sẽ test một bản nhạc yêu cầu độ nhanh, mạnh, chính xác cao để quý vị và các bác chúng ta cùng thẩm âm. Và sau đó em sẽ mở một bản bolero nhẹ nhàng, tình cảm. Đấy, để cho cặp loa này trình diễn quý vị nhé. Đấy, đây, bây giờ thì em cố định điện thoại lên đấy nhé. Rồi, ok. Đấy, bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc mà yêu cầu độ nhanh, mạnh, chính xác cao nhé. We'll be right back.
một đoạn là nhạc dance. Đấy, một đoạn nhạc dance yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao. Bây giờ em sẽ thử một bản nhạc bolero nhẹ nhàng các bạn nhé. Passion 12, hàng bãi Mỹ xịn mà em đang test cho anh Hà ở trong thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn tin tưởng, ủng hộ và dành những tình cảm đặc biệt cho bên Cốc Cốc Audio chúng em. Và hầu hết là các bác mua hàng bên em. Đấy, các bác mua hàng bên em xong rồi các bác lại giới thiệu anh em bạn bè mua thêm của bên em rất là nhiều. Và cảm ơn các bác rất là nhiều đã tin tưởng, ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Các bác đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Các bác chúng ta muốn sở hữu một cặp loa JBL Passion 12 giống như kiểu của anh Hà như thế này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.